Vâng, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giải bài tập về sin cộng cộng trong 1000 đề về sin cộng cộng. Bài tập đây là yêu cầu bài tập số 4 này, yêu cầu tính f này bằng tính l bằng 1/2 cộng 1/4 cộng 1/6 cộng chấm 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 cộng với 1/2 l. Có nghĩa là cả cái tổng này nhân với 1/2 là sẽ ra. Rồi, mình sẽ vào DVC code nhá. Rồi đây, code DVC của mình đây. Xóa này đi. Đầu tiên thì mình vào sẽ khai báo hai thư viện là ftdio.h và conio.h và tạo ra một hàm tính tổng viết theo kiểu đặc quy float. Thì hàm này có nhiệm vụ gì? Các bạn để ý nhá. Ở đây này, cả cái tổng này có phải là bằng lấy hết ra 1/2 không? Lấy 1/2 ra ngoài, lấy phần tử chung ngoài có phải thành 1 cộng 12 cộng mấy lại 1 cộng 1/2 đúng không? Cộng 1/3 cộng chấm 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 cộng 1/l đúng không? Thì cái code DVC để tính như đấy, tính 1 cộng 1/2 cộng chấm 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 cộng 1/l, xong mình sẽ nhân cái tổng này mới 0.5 thì là sẽ ra tổng của yêu cầu đề bài đó. Thì như các bạn đã biết thì viết theo kiểu đề quy, đây là câu lệnh tiếp theo này, nếu l khác 0 này thì là sẽ return 1/l cộng với lại tổng của 1/l-1 mà sẽ cộng thêm mấy cái thằng 1 chia cho l-1 đấy, xong cứ giảm dần cho đến khi nào nó bằng 0 thì nó return 0. Vào hàm main thì mình khai báo ở đây một số l kiểu float, bởi vì cái tổng này nó là kiểu float mà, mình khai báo float thì cho tiện thôi. Printf này, nhập vào l này, yêu cầu người dùng nhập vào l này, xong rồi hiển thị ra kết quả này. Phần chấm f các bạn ý, phần chấm f nhá, ở đây gọi là 0.5 là cái 1/2 mình đã tách ra, nhân với tổng của tổng của l là truyền xuống l mà. Bây giờ nhá, mình sẽ run chứ các bạn xem nhá, mình sẽ nhập vào 2 này, nếu nhập vào 2 đúng không thì là code của nó sẽ là 1/4 cộng 1/2 đúng không, 1/4 cộng 1/2 hình như thế là đúng rồi, 1/4 cộng 1/2 chuẩn thế nhỉ, 1/2 này. 1/4 cộng 1/2 chuẩn rồi, con nó thành 1/4 cộng 1/2 là ra 0.75 chuẩn luôn. Thì từ đây các bạn có thể áp dụng cho nhiều bài toán khác, ví dụ như l 56 rồi nó sẽ ra ui 56 mà nhỏ thế. Tại vì 1 chia cho ấy càng ngày càng bé mà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nhé, chúc cả nhà học lập trình vui vẻ.